Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh bóng đá 365 để cùng nhau cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi tin tức nổi bật có trong ngày hôm nay nhé. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm những thông tin đáng chú ý sau đây. Đối thủ gặp họa lớn dâng vé vào tứ kết châu Á cho U20 Việt Nam. U20 Iran sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ trụ cột Gobani ở trận đấu quyết định với U20 Việt Nam vì án treo giò. Những diễn biến ở lượt trận thứ hai vòng chung kết U20 châu Á 2023 đang khiến cho cục diện bảng B trở nên vô cùng khó lường. U20 Việt Nam với chiến thắng 2-1 trước Qatar đã vươn lên đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối. Trong khi đó thì U20 Iran sau trận thăng hoa lại bất ngờ để U20 Úc đả bại với kết quả 3-2. Như vậy là cả 4 đội đều còn nguyên cơ hội lọt vào tứ kết. U20 Việt Nam chỉ cần một trận hòa trước Iran ở lượt trận cuối là sẽ chắc chắn nhất bảng. Trong khi đó U20 Úc hay là Iran thì vẫn còn cơ hội dù chỉ mới có được 3 điểm sau 2 trận. U20 Qatar nắm chắc tấm vé về nước khi chưa có được điểm số nào. Tuy nhiên U20 Iran lại đón nhận thông tin rất không vui về tình hình lực lượng trước trận quyết chiến với U20 Việt Nam. Theo đó, tiền vệ trụ cột Efan Gobani đã nhận đủ hai thẻ vàng ở hai trận đấu trước gặp Qatar và Úc. Chính vì thế sao mai này sẽ bị treo giò ở trận đấu với U20 Việt Nam. Theo quy định của Ban tổ chức giải U20 châu Á 2023, Cầu thủ nhận hai thẻ vàng trong hai trận đấu khác nhau hoặc thẻ đỏ trực tiếp sẽ bị treo giò ở trận đấu tiếp theo. Việc Efan Gobani vắng mặt ở trận đấu với U20 Việt Nam là tổn thất lớn khi đây là cầu thủ trụ cột khó thay thế của U20 Iran. Tiền vệ sinh năm 2003 đã đá chính cả hai trận trước và có khả năng khuấy đảo bên hành lang cánh rất tốt. Ngoài ra, việc nhận nhiều thẻ vàng hơn cũng là điểm bất lợi khi đây là một trong những tiêu chí xếp hạng nếu như các đội bằng điểm, bằng hiệu số. Ở chiều ngược lại, U20 Việt Nam sẽ có được lực lượng đầy đủ mạnh nhất ở trận gặp Iran, khi Hồ Văn Cường cũng không gặp chấn thương nghiêm trọng. Ngoài Efan Gobani của Iran, cũng có không ít trường hợp cầu thủ khác bị treo giò vì thẻ phạt. U20 Indonesia cũng hưởng lợi vì điều này, khi đối thủ của họ ở lượt trận cuối là Uzbekistan sẽ không có sự phục vụ của Shajotberg, Rodman Tulayev vì nhận thẻ đỏ trực tiếp ở trận gặp Iraq. Chuyên gia Vũ Mạnh Hải được trọng tài ưu ái nhưng Kata không thể hòa một Việt Nam quá hay. Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng trọng tài có nhiều quyết định thiên vị U20 Kata nhưng không giúp nổi đội này kiếm một điểm trước U20 Việt Nam. Đêm qua U20 Việt Nam tiếp tục có một trận đấu tuyệt hay chiến thắng ấn tượng đối thủ được đánh giá cao hơn là U20 Kata với tỷ số 21. Nhận xét về trận đấu này, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nói trận thắng này thể hiện rõ sự nỗ lực của U20 Việt Nam chơi có đường nét rõ ràng. Đội phòng ngự rất tốt, tận dụng các cơ hội để chuyển trạng thái tấn công rất nhanh. Chúng ta tạo ra nhiều cơ hội hơn đối thủ, dù cho Kata cầm bóng nhiều hơn trong hiệp 1 hay lấn lướt ta về tầm vóc, tốc độ. Khả năng tấn công của Kata không sắc, chỉ biết trông chờ vào tạt bổng hay sai lầm của chúng ta. Đây là trận U20 Việt Nam chơi rất hay. Ở trận này, U20 Việt Nam tiếp tục phát huy lối chơi tập thể tốt và cũng không thiếu những cá nhân tỏa sáng. Cựu danh thủ thể công tin rồi đây nhiều em sẽ được huấn luyện viên Chua Dơ nhắc lên U22 đá SEA Games. Ông Vũ Mạnh Hải cho rằng, về cá nhân thì những cầu thủ đã chơi hay hôm trước đã tiếp tục chơi hay trước Qatar. Đấy là Văn Trường, Quốc Việt. Quốc Việt đã chơi hay, rất tỉnh táo, còn Văn Trường đánh đầu ngược rất hay. Trường nhanh nhẹn và ảnh hưởng nhiều đến đội. U20 Việt Nam có mấy cầu thủ từ U19 đã hay rồi, như Khuất Văn Khang chẳng hạn. Trận này cậu ấy không xuất sắc như Quốc Việt, Văn Trường, nhưng cũng chơi tốt. Ngoài ba cậu ấy thì còn các cầu thủ phòng ngự chơi tốt, rất kỷ luật, chặt chẽ. Thủ môn Cao Văn Bình cũng chơi tốt. Ở SEA Games tới, họ có thể được gọi lên đấy. Ở trận đấu trước Qatar, cuối trận trọng tài cho đối thủ hưởng 11m khi cầu thủ của họ bị đẩy ngã trong vòng cấm địa. Nhưng ông Vũ Mạnh Hải cho rằng đấy là quyết định quá nặng cho U20 Việt Nam. Tôi nghĩ trọng tài có vẻ hơi thiên về Qatar, nhiều quyết định của ông ấy nghiêng về đối thủ. Như quả 11m, chúng ta có tác động nhưng chưa tới mức độ làm đối phương lăn ra, đối phương ăn vạ nhiều hơn. Khi trọng tài thổi phạt đền, tôi đã nghĩ ông ấy có vấn đề rồi. Khi xem lại thì là quả như thế. Kinh nghiệm chưa tốt nên cầu thủ U20 Việt Nam để người nhẹ thật nhưng chưa tới nỗi. Trọng tài có vẻ ưu tiên đối phương nhưng ca kém quá, không hòa nổi. Chứ chúng ta bị bắt bất lợi nhiều, còn bị đối thủ đánh nguội nữa cơ mà. Hiện U20 Việt Nam đang dẫn đầu bảng B với 6 điểm. Iran Úc có cùng 3 điểm. Kata thì có không điểm. Chúng ta vẫn có khả năng bị loại. Nếu ở lượt cuối thua Iran, còn Úc thì thắng Kata. Bởi thế U20 Việt Nam cần tiếp tục phấn đấu mạnh mẽ. Giải trẻ thì thiếu sự ổn định, rất khó lường. Nên bảng B có khi 3 đội 6 điểm. Chúng ta vẫn có khả năng bị loại, nên sẽ phải nỗ lực thôi. Trận tới ta gặp Iran rất khó đấy. Iran chơi rất hay và rất khát 3 điểm sau khi thua Úc. Khả năng Kata có điểm trước Úc để giúp chúng ta thì rất thấp họ cho thấy là đội kém nhất bảng B rồi. Hàng công rất kém, chỉ biết chờ bóng bổng, trong khi hàng thủ toàn dàn ngang thiếu bọc lót. Chúng ta hễ tấn công là họ bị nguy hiểm ngay. Theo lịch U20 Việt Nam sẽ đấu với U20 Iran, U20 Úc, đấu U20 Qatar ở loạt cuối bảng B ngày 7 tháng 3. Nếu vào tứ kết, U20 Việt Nam sẽ gặp đội nhất hoặc nhì bảng A. Qua tứ kết là chúng ta sẽ hoàn thành chỉ tiêu có vé dự vòng chung kết World Cup U20 2023. U20 Việt Nam đạt thành tích chưa từng có ở vòng bảng U20 châu Á. Với hai chiến thắng liên tiếp, U20 Việt Nam đã đạt thành tích chưa từng có trong lịch sử các lần tham dự vòng bảng U20 châu Á. Tại các vòng chung kết U20, trước đây là U19 châu Á, các đội tuyển trẻ Việt Nam mới chỉ một lần vượt qua vòng bảng, đó là giải đấu năm 2016, nơi mà U19 Việt Nam đã thi đấu xuất sắc để vào bán kết và giành vé dự U20 World Cup năm 2017. Tuy nhiên khi đó thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chỉ giành được 4 điểm sau hai trận đầu tiên. Kết thúc vòng bảng U19 Việt Nam khi đó có 5 điểm. Hiện tại U20 Việt Nam đã có được hai trận thắng sau hai trận đã đấu và sở hữu 6 điểm. Đây là điểm số cao nhất vòng bảng của giải đấu này trong lịch sử các lần tham dự của U20 Việt Nam tính từ năm 2002 cho đến nay. Thời điểm AFC sử dụng thể thức gần giống như hiện tại. Tính đến trước năm 2016, việc U19, U20 Việt Nam có được một chiến thắng ở vòng chung kết U20 châu Á cũng là kết quả rất khó có thể đạt được. Và thành tích thường thấy của các đội trẻ Việt Nam ở sân chơi này là 3 trận toàn thua hoặc là một hòa hai thua. Dù đã có hai trận toàn thắng, U20 Việt Nam hiện tại vẫn chưa chắc xuất vào tứ kết U20 châu Á 2023. Để tự quyết tấm vé đi tiếp, U20 Việt Nam cần hòa Iran ở lượt trận cuối. Có một U20 Việt Nam đầy biến hóa. Pha lập công của Nguyễn Văn Trường ở phút 90 mang về 3 điểm quý giá cho U20 Việt Nam. Cú đánh đầu ngược đó cùng thời điểm ghi bàn cuối trận khiến nhiều người hâm mộ liên tưởng đến bàn thắng mà Lê Công Vinh ghi được ở chung kết AFF Cup 2008. Tuy nhiên, nếu như bàn thắng của Công Vinh là một pha dàn xếp đá phạt lỗi, như cựu tiền vệ Nguyễn Minh Phương từng thừa nhận, thì pha lập công của Văn Trường không hề đến từ sự may mắn. U20 Việt Nam chuẩn bị kỹ càng phút thứ 90, U20 Việt Nam được hưởng một quả đá phạt bên cánh trái. Nguyễn Đức Phú đưa bóng về góc gần và Văn Trường chạy cắt mặt, tung cú đánh đầu ngược đưa bóng về góc xa không thành. Hàng thủ U20 Australia hoàn toàn bất ngờ trước tình huống này. Đây không phải lần đầu tiên U20 Việt Nam gây sóng gió cho đối phương bằng một tình huống kiểu như vậy. Phút 45 ở trận đấu gặp U20 Australia, vẫn từ một cú đá bên cánh trái của Đức Phú, Nguyễn Thanh Nhàn đánh đầu ngược đưa bóng về góc gần mang lại một quả phạt góc cho U20 Việt Nam. Bàn thắng không đến trong tình huống này bởi chất lượng cú đánh đầu của Thanh Nhàn không tốt như những gì mà văn trường làm được. Khi bóng bay vào góc gần, thủ môn Australia đã kịp phản xạ. Dạ. Những pha phối hợp từ các tình huống của U20 Việt Nam thực sự được chuẩn bị bài bản. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn hiểu rõ thể hình của các học trò không bằng đối thủ. Vì thế U20 Việt Nam không thực hiện những pha treo bóng thuần túy Thay vào đó, U20 Việt Nam tìm cách đưa bóng về cột gần để các cầu thủ chạy cắt mặt và dứt điểm. Quốc Việt thanh nhàn, văn trường, đủ tốc độ cũng như sự nhạy bén để làm được điều đó. Các cầu thủ tấn công của U20 Việt Nam cũng luôn tìm cách di chuyển để thu hút sự chú ý hàng thủ đối phương. Từ đó bóng được đưa về khoảng trống ở tuyến 2 để đồng đội băng lên dứt điểm. Tình huống điển hình diễn ra ở phút 59 trận gặp U20 Qatar. Quốc Việt truyền bóng sệt về khu vực sát vùng cấm tạo điều kiện cho Thanh Nhàn sút xa. Tuy nhiên, cầu thủ Qatar đã ngăn chặn kịp thời. Pha phối hợp ở phút 58 cũng rất đáng chú ý. Thông thường các cầu thủ sẽ đồng loạt di chuyển vào vùng cấm để đón đường treo bóng của đồng đội. Tuy nhiên, Văn Trường Thanh Nhàn bất ngờ đổi chỗ cho nhau và Thanh Nhàn lùi lại một nhịp khiến hậu vệ U20 Qatar giật mình. Sau đó Văn Trường trả về phía sau cho Thanh Nhàn dứt điểm. Điều đáng tiếc là cú chạm bóng của tiền vệ câu lạc bộ Hà Nội lại thiếu cảm giác. Rõ ràng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã có sự chuẩn bị rất kỹ càng. Đây là yếu tố quan trọng bởi những tình huống cố định luôn là vũ khí lợi hại với những đội bóng áp dụng lối đá phòng ngự phản công. Bản lĩnh Khả năng đối mặt với áp lực lớn cũng là điểm mạnh của U20 Việt Nam. Thủ môn Cao Văn Bình chỉ phải nhận bàn thua sau một quả phạt đền không đáng có. Trước U20 Qatar, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chỉ kiểm soát bóng 30,7%, nhất là ở hiệp 1 U20 Việt Nam chịu sức ép cực lớn khi liên tục nhận các pha dứt điểm từ đối phương. Đặc biệt khi đối thủ tập trung tấn công ở hai biên, các cầu thủ U20 Việt Nam liên tục phải đua tốc độ. Dù vậy, Khuất Văn Khang và các đồng đội vẫn đứng vững. Ngoài ra, U20 Việt Nam vẫn đảm bảo được thể lực, tốc độ để khiến đối thủ phải bối rối trong những pha chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công. Đó là cú bứt tốc của Khuất Văn Khang trong hiệp 1 khiến Jossem Anshashani buộc phải phạm lỗi từ phía sau là tình huống Hồ Văn Cường suýt ghi bàn, là cú đá chạm cột của Nguyễn Văn Trường và hơn hết là bàn thắng mở tỷ số của Nguyễn Quốc Việt. Trong những tình huống đó, U20 Việt Nam luôn tỉnh táo để đưa ra các quyết định hợp lý. Các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn không vội vàng phất bóng dài lên trên mà tự tin phối hợp nhỏ trước khi tung ra những đường truyền quyết định. Những phương án mà các cầu thủ U20 Việt Nam đưa ra cũng đa dạng. Chọc khe bổng, phất ra biên, khoét vào khoảng trống giữa hậu vệ cánh và trung vệ. Hãy nhìn vào thời điểm ghi bàn của U20 Việt Nam. Các cầu thủ đã chịu trận trong suốt 45 phút trước khi tung ra cú đấm quyết định để vươn lên dẫn trước. Từ đó U20 Việt Nam thoải mái tinh thần và có một thế trận tích cực hơn trong hiệp 2. Trong hiệp 2, sau quả phạt đền không đáng có, lợi thế tâm lý chắc chắn thuộc về U20 Qatar. Tuy nhiên U20 Việt Nam vẫn thi đấu tỉnh táo, lạnh lùng để giành chiến thắng bằng pha lập công ở phút 90. U20 Việt Nam ghi bàn ở những thời điểm nhạy cảm. Điều đó cho thấy huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã rèn luyện được cho học trò tinh thần vững vàng. Bên cạnh những yếu tố chiến thuật, nếu duy trì được thái độ thi đấu này, U20 Việt Nam sẽ còn tiến xa. Dù vậy, U20 Việt Nam vẫn còn một vết gợn nhỏ, đó là pha tác động không đáng có của Nguyễn Đức Anh đối với cầu thủ U20 Qatar và đã dẫn đến quả phạt đền. Ở trận đấu sắp tới, khi phải đối mặt với các đối thủ còn mạnh hơn, Điều này sẽ không được phép xảy ra. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh bóng đá 365. Đừng quên để lại ý kiến đóng góp của các bạn thông qua phần bình luận bên dưới nhé. Và cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh bóng đá 365 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.